Ngay từ sáng sớm, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Trúc, Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trụ trì Chùa Tam Trúc và Phật tử đã trang nghiêm cử hành Pháp hội cầu siêu Chư Hương Linh nhân mùa Vu Lan. Đặc biệt tại buổi lễ, hơn 2.000 Phật tử tịnh độ đạo tràng đã nhất tâm thành kính tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không Tân Viên Tịch. Được sự hoan hỷ chấp thuận của Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được sự chấp thuận, hoan hỷ chấp thuận của Hòa Thượng trụ trì, thì Chùa Tam Trúc phối hợp với tịnh độ đạo tràng tổ chức Pháp hội cầu siêu nhân mùa Vu Lan báo hiếu Ngài mới viên tịch và Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không là một vị Pháp sư chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ, và trong cả cuộc đời thì Ngài đã cống hiến cho Phật giáo thế giới nói chung và các cái tình hữu nghị của Phật giáo các nước. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không là vị giáo phẩm uy tín tại Đài Loan, Trung Quốc, đảm nhiệm chức vụ cố vấn, đạo sư của nhiều đoàn thể Phật giáo và xã hội. Ngài là vị giáo phẩm sáng lập Tịnh Tông Học Hội, được truyền bá ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra, Ngài còn tiên phong trong việc sử dụng công nghệ 4.0 để truyền bá pháp môn tịnh độ. Sau gần 50 năm cống hiến vì đạo Pháp, Ngài đã viên tịch ngày 26 tháng 7 vừa qua, trụ thế 96 tuổi.